Ish. Bây giờ là cuộc hành trình về nhà cụ Nguyên. Cụ Nguyên đâu, hái lộc mang về nhà đây. Mời các cao nhân vật VIP phải không? Vây xung quanh bao giờ? Quý bạn, xin bà thơ về kiến được không? Xin bà thơ. Đứng bên đây thấy thế nào? Tôi xin mẹ bà thơ lên làm thế nào? Càng ngày càng càng con quý mến ông ấy. Không, cái cảm giác, bên đây, cái cảm giác khi đi chùa về sao? Rất là vui, rất là vui cảm giác. Sắp có đồ ăn rồi. Ơ chị cho em ý kiến à? Về nhà sắp có đồ ăn rồi, tâm trạng rất phấn khởi. Đầu xuân năm mới đi lễ lộc về tâm rất là phấn chấn. Đấy, năm nay nhiều lộc lá đến với các anh chị em chúng mình. Đúng không? Chị cho em cho ý kiến nào? Việt Nam tục ngữ ôi giời, anh này đi đấy. Không sao ông ơi, vào ảnh đẹp cực luôn. Cái tay này thừa. Cái tay. Chuyển tư thế đi. Chuyển tư thế em, nam được, hay là ngồi à? Ừ, một người, hay là nữ ngồi xuống, còn nam đứng lên đấy. Ngồi dưới xong rồi đứng lên. Ngồi xuống, chiều hoa xuống bên dưới đi. Đấy, đấy. Bé nhận cần. Tiếu có thấp nữa xuống luôn đi. Ôi giời, anh ơi cao. Anh đứng bậc trên anh vẫn là cao nhất. Anh đứng to. Anh đứng đâu? Mình đang chỉnh vào đây. Nam có cận cảnh nhá. Cận cảnh đây. 1, 2, 3. Quay ngang ra, quay ngang người nữa. Một con quả cận cảnh nữa nhá. Ừ, nhanh cho người ta còn lên kìa. Đúng rồi, chả thấy xịn nhỉ. Ai gu bánh kẹo à? Cụ Nguyên cho phát biểu là hôm nay cụ đi chùa Manbusa này cụ nói có chung cảm giác nào? Quay sát mặt không được, quay là không được. Bà là sao ngồi leo núi sát cảnh chính quả. Cụ đã đi tu được 9 quả thôi, hiểu không? Còn 3 quả nữa là cụ 12. Ai yêu. Ai lướt ví kìa. Tôi đi chùa tôi chỉ mong. Ai lướt ví sau kìa. Đầu năm tôi chúng mua tô rồi mà. Vọng của cụ là chúng mấy bao nhiêu tỷ. Chúng mới trăm triệu tiền Hàn thôi. Trăm triệu tiền Hàn là về. Nói không cần nhiều, cũng chỉ cần triệu đô thôi. Đúng là kiểu ở bên Nhật đó. Đấy mà nhiều
Hai, quay cán bộ này. Cán bộ Nguyên. Cụ Nguyên hôm nay cho phát biểu bài đi đầu xuân năm mới à? Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Đảng, Chính phủ, tôi gửi đến toàn dân lời chúc an khang thịnh vượng, dân toàn dân là thắng lợi mới. Báo cáo là bây giờ chúng tôi đang nên yên tử không? Yên tử Hàn không? Đây là cụ Hiếu cảm giác thế nào hôm nay lên chùa Man Bun San ạ? À? Thấy là thấy lúc là lúc nó lên thì yên, còn lúc xuống thì chắc tử không? Ừ. Còn cụ Quyền thế nào? Thấy là mỏi lưng lắm. Cụ Hiếu cho ý kiến hôm nay cụ có tinh thần như nào khi lên chùa Man Bun San? À, nói chung là Kim Bun là rất là chùa. Bên này hơi cô pha. Bên này hơi cô pha. Pha mặn với mỡ cơ. Đây là mộ này. Mộ. Mộ của ông sư chùa. Sư sư hay là người dân dân ông mà sư cho nó dân rồi nó lên được. Chùa nó dân rồi nó lên được. Dân ở trong nghĩa địa của chùa này. Không mà. Sau một hồi leo núi là rất là hiếm rồi, chứ mà dân thì nhiều lắm. Không phải trong chùa là nó vẫn để mỗi... À, cái đồ chọc này chắc là... Chuông! Chuông! Chuông. Ông sư rồi, ông đây, sư chắc là thời trong đại này... ở yên tử ở chùa đây này. Trong đây là chắc là... Mất thì... Nhưng mà đây đâu phải đường lên chùa, đường lên chùa kia mà. Đi ra đây, đi ra đây. Đây là chắc là... Đi ra đây, nhầm nhọt. Mùi, mùi đến nhiều một chút rồi. Nhầm nhọt ăn xong chọt rồi. Cái cầu thang... Sư cốt của các cụ... Này đừng phá đầu tao nữa. Chứ không phát đầu rồi. Hỏng hết đầu tao rồi. Anh đi ăn du lịch mà đi rời đảng lắm, anh trưởng uống nhiều. Đầu xuân năm mới anh có phát biểu vài lời gì không ạ? Ừ. Anh phát biểu cho... Phát biểu cho các anh em... Việt Nam biết. Anh này tí lại đăng lên. Happy New Year 2004 nhở? Diễn văn đón. Tiếp à? Anh ông Mika. Trời không, không có mua hoa cài đầu. Hoa kia nó hoa bóng. Hai bà mình là con điên và không muốn chạy. Mới làm là điên. Bá bảo lên tự vi bảo. Đi mua hoa cài đầu chứ. Giờ ai lại phát biểu thế đúng không? Nó giống như thời sinh viên. Thời sinh viên không thế. Ở bên này người ta phải hoa. Người ta bảo là ấy là vấn đề hoa. Bên này bên Hàn đấy. Không như Việt Nam mình. Ừ, Việt Nam mình. Ôi, mua cho phim nữa. Bốn phương trời. Có lẽ tượng này chị sẽ nhìn thấy đúng không? Ừ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, bức tượng khác. Bức tượng này, tượng này đấy. Cái này trên đỉnh tôi. Anh ơi. Bây giờ ai gọi cái kẹt quá này. Gọi trực tiếp đi. Tắt má. Đây chỉ là cấm cấm cháy thôi. Không phải cấm lửa. Thời gian khóc thật. Đưa đây. Cái cụ... quay cụ phải quay xa xa. Ai quay quay sát gần. Quay sát mặt quá áo này. Trên non mình có cái gì đi ạ? Cô cô bánh vôi do chắc xấu mặt bạn đồng xuống đông đông. Thợ tí à? Còn có cái mặt. Cụ Nguyên hôm nay đi chùa thì cụ có cảm giác nào? Quay xa đi, còn nói chuyện. Còn còn phát biểu được chứ còn. Đây này chùa rất là đẹp này. Đây là quán của mình. Đây có nhân viên này, chùa rất đẹp. Kính rồi. Nhân dịp xuân mới thay mặt đẹp lắm. Anh em ở bên Korea chúc toàn thể anh em chị em một năm mới mạnh khỏe. Vừa nói không gian. Thôi quay lại đi. Bảo phát biểu không được gian. Nào, kia đi nào.
kim chi. Và kim chi. Nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp, đang tác nghiệp. Nguyễn Huy Hiếu đang nhiếp ảnh cho mấy chị em. Thôi, ôi giỏi rồi, 20 phát. 20 phát cháy ảnh. Chân này chụp ảnh. Kia thì xin giới thiệu, kia là cụ Nguyên, sau một hồi leo núi thì cụ giờ đang phê. Cụ đang ngồi thở. Không cảm cú lắm gì, bệnh chết. Cụ Hiếu đến nào cho nào? Cụ đã đỡ mà chưa, cụ Nguyên? Cụ có thể leo núi tiếp được nữa không ạ? Sức khỏe cụ vẫn vô biên, vô biên giới. Mỗi đội là năng lực là quá. Không được, khoai không sẽ nhường. Đấy đúng rồi, chụp ảnh đây là chị em Lam Man nhá. Ở sâu cảnh nhá. Đứng soạn lang cho chúng chiến trận. Em sau, em cứ em mà cởi cái áo ra để cho nó thay đổi đi chứ. Thay đổi cái áo lúc nào đó. Chị em từ từ đứng chứ, chụp chân vào. Sợ ra nào, có như chuẩn bị đánh nhau. Nào, hai, ba. Từ từ, chỉnh. Đấy, cho cái khăn này trên. Đây là phỉnh. Đúng rồi. Chân lên tí nữa, chân hòa lên. Đúng rồi. Úi xời ơi. Kim chi nhá, 2, 3 kim chi nào. Tuyệt vời. Liên tục. Tết à. 10 phát. Ôi giời, sau một kiếm rồi, chúng nó rồi. Đi gần như ở thung lũng tình yêu ấy. Đà Lạt tình yêu. Ở Đà Lạt đấy. Có thằng đi nhìn đâu thung lũng không? Cụ Nguyên phê quá này. Mệt mà. Bên này ở đây nó sáng tí nữa về nhà. Phê là phê thế nào? Mới hút có ba đến lúc nào. Nhìn cụ Hiếu kìa. Quay cho cụ đây, Hiếu. Đây kia là nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Hiếu. Vừa rồi anh chụp kê sốc một phát là 20 bức ảnh một phát. 20 hình giờ. Với tốc độ là 100 kiểu trên giây. 100 phát trên phút. Chọn làm một kiểu tự chụp nhưng mà mình chụp mình phát từ phút thì là phát này phát gì đấy. Phát đấy. Cả hỗ trợ luôn. Kia là anh Phan Đình Quyền hướng dẫn du lịch. Đấy đứng đấy du lịch. Đứng ra chỗ kia. Rồi đứng đi thôi. Thôi ngồi đi. Ngồi. Chụp ảnh ngồi. Ai ngồi. Được, ngồi thế được. 1, 2, 3, cười lên. Cười.